Người ta thường gọi ông là chiếc xe ủi. Trước hết là một người lính, sau đó là chính trị gia. Ông Ariel Sharon có sự nghiệp trải dài hơn 50 năm trong lịch sử đầy biến động của Israel. Một người có đường lối cứng rắn nhưng dường như cuối cùng đã phần nào mềm mỏng đi mà vẫn không đem lại hòa bình cho Israel. Ông Ariel Sharon sinh ra trong một thế giới những người Do Thái đầy nhiệt huyết. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Israel, ông tham gia quân đội. Tới năm 1967, ông lãnh đạo cuộc tấn công đầy kịch tính vào buổi đêm sang Ai Cập và từ đó ông được coi là một nhà chiến lược tài tình. Nhưng mặt trái của nó là binh lính của ông bị cáo buộc đã bắn vào các tù nhân Ai Cập. Trong cuộc chiến năm 1973, ông Sharon đã tiến qua kênh đảo Suez trước khi được lệnh không được tiến thêm nữa. Ông đã rất tức giận. Chúng ta đã đánh bại Ai Cập, ông nói, nhưng đã không hoàn tất cuộc chiến. Thế rồi, trên cương vị một chính trị gia, ông đã lớn tiếng vận động cho người định cư Do Thái sống tại vùng lãnh thổ chiếm đóng. Là một bộ trưởng trong chính phủ, mục đích nguyên thủy của ông là ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine trong tương lai. Khi là Bộ trưởng Quốc phòng năm 1982, ông Sharon đã tiến hành một cuộc xâm lấn toàn diện vào Liban, mục đích được tuyên bố là để đảm bảo an toàn cho biên giới phía Bắc của Israel, nhưng ưu tiên thực sự là đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine của ông Yasser Arafat. Cuộc bao vây của Israel tại Tây Beirut đã gây ra nhiều đau khổ. Tháng 9 năm 1982, các dân quân Thiên Chúa Giáo thân cận với ông Sharon đã tiến vào các trại tị nạn ở Sabra và Shatila, giết hại những thường dân Palestine không được bảo vệ. Chỉ trong vài tháng sau đó, một tòa án tại Israel đã kết luận ông Sharon là người chịu trách nhiệm gián tiếp về vụ thảm sát này và ông bị cách chức. Nhưng ông Sharon đã tìm đường trở lại chính trường. Vào cuối những năm 90, ông là ngoại trưởng trong chính phủ của ông Netanyahu. Tham vọng của ông muốn nắm cánh hữu trong chính trường Israel đã dẫn tới một chuyến viếng thăm gây kích động tới thăm đền thờ Al-Aqsa tại Temple Mount ở Jerusalem. Nó khiến bùng nổ một cuộc nổi dậy của người Palestine, nhưng cũng nhanh chóng giúp ông Sharon lên nắm quyền vào tháng 2 năm 2001. Ông Sharon hứa hẹn một nền hòa bình và an ninh cho Israel, nhưng đã không mang lại được cả hai điều này. Những cuộc đánh bom tự sát của Palestine nổ ra do những trừng phạt cứng rắn chưa từng có từ phía Israel. Chúng tôi coi Chủ tịch Arafat là kẻ thù, ông nói. Phần lớn cuộc đời mình, ông Ariel Sharon dành để chống lại kẻ thù của Israel. Và một trong những hành động cuối cùng của ông là xây dựng một hàng rào để ngăn cách với họ. Nhưng về phương diện chính trị, ông cũng là một người biết thích ứng. Đã rút khỏi dải Gaza và một phần của Tây Ngạn sông Jordan, bất chấp những người định cư Israel, những người ông đã từng ủng hộ. Viễn ảnh cuối cùng của ông là có hòa bình với người Palestine và với các nước láng giềng của Israel, nhưng hoàn toàn theo các điều kiện của Israel. Nhưng tháng riêng năm 2006, ông bị đột quỵ nặng. Đây là lần thứ hai trong vòng vài tháng, và lần này ông đã không phục hồi được. Ông qua đời khi hòa bình dường như vẫn còn là một viễn cảnh xa vời.